không, bà đỡ, con bà lớn rồi á, vẫn đỡ lo. Đâu ra cái đó này chắc không hàng sách, nó được hai mắt thôi. Ừ, vậy thì không phải đâu, ở vậy thì không phải đâu, có vậy thì tính hai mắt thôi, thì hai mắt một mắt giả đó. Ừ, là hai mắt ba mắt nhưng một mắt giả, một nhỏ chứ gì to. Rô mắt nữa thì ha, rô mắt là ba mắt to, nó mua 27-29. Ừ, nếu mà mua như lại mua hàng bán sách tay nó sẽ rẻ hơn ở trong điện máy, trong thế giới di động, mà trong bán mua trong thế giới di động rồi nó mới chính. Ôi hãng trời, mua cái nào vừa thôi thiệt nhé, 27-37 thang băng chiếc xe cha rồi. Ủa quá, mua nó rớt chính hãng nó, nhưng mà được cái nó sướng, quay video rồi thấy nó đã không? Ừ. quay vậy nó mới nét. Thôi mua đây nó tiếc nha, mua nó mua đúng không, quyết định rồi mua không tiếc nữa. Làm liền nên nói làm liền chứ, khổ ghê á, để người ta trả tiền hàng xong đã, tiền hàng cái con nó chưa tỉnh đúng không, cho nhẹ cái đầu cái đã, tiền hàng tiền hóa rồi tiền lương tiền đồ cho xong xuôi hết đã rồi mới nghĩ tới nhiều thứ. Bây giờ đời trong nó khó đó, nhiều thứ tiền. Uống đi. Ôi, nó làm bể hết cái ly uống nước luôn rồi. Sao nói vậy ta? Lên đây tí nè. Sao em để điện thoại như vậy á, mình thấy cái bao tay nó che hết rồi, em phải để nó ở phía trên trên nó song song với cái da. Đó, cái này của nó. Ừ. Dù sao đựng nó chứ để nguyên nguyên cái điện thoại này rồi nó. Cái bao tay che. Nhìn nhiều mà đến nó hồi nặng. Chỉnh khúc máy đâu rạng cho nó nhìn được một tí. Để ta mua bên kia coi thử. Bé báo nhiều quá, thâm phân. Chúng là bên kia chắc quay cái điện thoại của em đi. Hả? Chúng là bên kia chắc quay cái điện thoại của em chứ sợ không đủ quân lượng á.
lên đây một chút.